Ok, đang ở chợ Super King. Đây là trên đường Magnolia. Đây là lần đầu tiên mình đi chợ Super King nha. Đây là một ngôi chợ lớn đấy nha, chứ không phải chợ nhỏ đâu. Trời ơi, to quá anh ha. Cái vẻ lớn á. Ở bên kia thì có cái gì à? Nó mới mở cửa thêm cái gì bên kia nữa kìa anh. Bán dài. Có cái pharmacy. Wow. Cùng vô chợ cái có gì đặc biệt nha. Lần đầu đi nên thành ra cũng không biết. Cùng khám phá thôi. Mấy cái xe. Nước ngọt 2 chai 5 đồng. Nước ngọt 2 chai 5 đồng kìa. Nước Pepsi. Pepsi 2 chai 5 đồng. Bên này là khu bán rượu. Wow. Nó là một khu bán rượu riêng biệt luôn nha. Khu bán rượu á, họ làm một cái khu ngang riêng. Vô coi nha, cho nó trái cây trong này rẻ. Và trái cây này là travel dâu, dâu đồng 99 hộp, trái to nha, lấy ha. Có vẻ trái to. Dưới ba phần cái trái to ghê luôn á, cái trái một cái trái trái một cái trái táo mà dâu này. Trái rất là to, trái nào cũng to hết đó anh. Ok. Mấy hộp? 3 hộp ha. Đủ rồi. Nho đen, nho xanh, nho đỏ, cà chua 99 sen. Cà chua 99 sen nè. Cà chua bên kia 79 sen. Cà chua gì đó Fluster. Đây là Roma. Bên kia cà chua tròn tròn, cái nhỏ còn cà chua dưới kia nữa. Cái lâm lâm đỏ, lâm vàng. Wow. Lần đầu thấy trái lâm vàng nha. Đồng ghế. Này là trái 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 pít là trái đào. Trái đào. Đào long á.
Này là lê. Chuối 69 sen pound. Cam là 49 sen pound. Có xoài 79 sen một trái. Táo một bịch 3 pound. Đồng 99. Cái này là gì ta? Walnut. Anh walnut. Không biết nấu gì. Mình steam hay là mình boiling hay là mình grill? Walnut nè. Uh-huh. 49 lấy gì không? Lấy thử ông Thao ha. Về mình nướng hả? Bỏ air fry hả? Lấy cái bịch này bỏ đó. Hỏi ổng thử cái ổng biết cách nấu không? Ông này thử mình nấu. How do you roast it, sir? How do you? Không có bỏ air fry không gì hết, chỉ để ăn sống luôn. Chết oven này ăn thôi. It's very good for the your brain. Good for the brain. Alzheimer. I think I need a lot of that. Lấy cái súp kìa. Thank you. Bên kia là nho nhỏ xíu anh ha. Nho nhỏ xíu à. Rồi thanh long bao nhiêu trái nha. 2 đồng 69 một pound. Nho này là 3 đồng 69. Có đậu phụng nè. Có đậu phộng với lại mấy cái hạt almond. Walnut. Cái này nó làm sẵn rồi này. 2 đồng 99. Anh Thái. Thái ơi. Thái. Nó làm sẵn luôn rồi nè. Khỏi phần open. 2 đồng mấy à? Phải không? Để xem. Đây nè, họ bán để sẵn đây nè. 2 đồng 99, 5 đồng 99. Làm lâu rồi, cái kinh phí nó vô rồi. Mình không có cần phải ăn. Đây là mình ăn nên mình bỏ nó. Một bên là nó làm lâu rồi hả? Nó mở sẵn lâu rồi nên nào không có phải bằng. Nó mở rồi. Rồi cái đó một thao. Bây giờ về lấy gì mở? Nhà mình có cái đồ kẹp mà anh nhớ trong cái đồ kẹp cua của em á hả? Ok. Đậu phộng kìa, rang rồi kìa anh. Có đậu phộng rang rồi á. Ở đây có rất là nhiều đậu, loại đậu nè. Có rất là nhiều loại đậu ở đây nè nha. Có đậu phộng nè, almond nè, hạt điều nè. Hạt điều là 2 đồng 6 đồng 99 nè. Cái này là nó mix là 4 đồng 99. Tới cái quầy này đi lình với cây lờ là thích lắm đây nè. Chocolate. Mắc đúng 2 đồng mấy. Cái này là cỡ 1 pound, cái này là 2 pound. Cái đét đó hả? $23 hộp này nè. Nó bán cái hộp này rẻ hơn không? 2 đồng 99 này. Phải là nguyên hộp á hả? Hộp này chắc nhiều quá mình ăn không hết. 4 pound hả? 4 pound, hộp này là 4 pound.
Còn cái bịch này là họ cân ra bịch nhỏ nhỏ như vậy nè, khoảng pound. Có kiwi, có chuối, có đu đủ, à, có bơ, có mít nè. Mít ở đây là 69 cent một pound. Trái này nở hết rồi nè. Dạ. Nở mà nó không đẹp. Nó không được đẹp lắm. Trái này thơm à. Cái này chắc phải để vài ngày nữa mới ăn được. Cái này thơm lắm. Cái này cũng thơm lắm. Để con có mặt đây. Mít 69 cent. Pito, pinto, đậu đỏ, đậu như vậy người ta. Mít 69 cent á. Mít á. Mít á. 69. Cái thử cái nào được. Cái này là phải đợi vài ngày nó mới dùng được. Chưa có chín. Để anh xe đi. Xong lốp luôn đấy. À, lấy thêm hành tây đi anh, lấy hành tây với lấy cái thêm bơ nữa ha. Bơ đây 2 trái 3 đồng. Thôi để bơ, thôi để mua bơ bên kia đi, để vô xăm lớp mua bơ. Dạ. Đu đủ là 1 đồng 29. Tay củ sắn, củ sắn là 99 cent pound. Có cà tím, bơ, hết rồi. Để hành lá là phải xuống phía kia, hành lá phải xuống phía kia. Hành lá xuống. Em qua em coi quầy thịt kia được không? Quầy coi bơ hả? Bơ chợ. Ở đây còn có quầy bánh ngọt nữa nha. Cái này là quầy đồ làm sẵn nè. Này là tortilla. Đây là quầy bánh ngọt nha. Đang đói bụng. Khét. Cái khét khoảng 7 đồng rưỡi. Ham. Bánh mì. Đây là chi, đủ loại chi luôn. Rất là chi. Ở đây người ta làm loại chi nhỏ cho mình ăn, mình mua cho những người nhà ít người nè.
Ở đây là thịt này đã đem gia vị rồi, chỉ về nấu rồi. Cái này là thịt chưa có nấu. Ở đây còn có lòng nữa nè, mấy cái đồ để nấu giống như là nấu cá lấu vậy đó. Thịt. Ở đây là quầy cá. Đây có da heo chiên giòn nè, 9 đồng 99 phao. Này rào. Mẹ họ có ăn cái lá này nè, Castus 79 cent pound. Khoai mì là 99 cent pound kìa, còn tươi luôn kìa, khoai mì tươi. Lạc xe rồi hả? Lạc xe rồi hả? Xe mình nè. Anh ơi, cái trái đó trái gì ngủ vậy anh? Ha. Đậu da và hả? Lạ quá ha. Có người bẻ sẵn đó nè, không biết cái này ăn sao, không biết. Có người bẻ sẵn, mình chỉ lấy cái hộp đậu ra coi thì cái đậu nó gì nè. Đây có bắp. Hành lá đây là 5 bó 99 cent nè. Hành lá 5 bó 99 cent. Anh, hành lá 5 bó 99 cent lận á. Lấy đủ 5 bó không? Lấy nhiều nhiều mình có thể để trong ngăn đá vô sinh á. Thêm nữa hả? Để nó ngăn đá được, mình để dành được. Còn này là đậu Romano. Bên đó đó hả? Cái đậu bên kia đậu. Còn wow, 3 đồng một phao. Nó sệt lét vậy. Này là fresh bean. Để lại cho người ta. Đây có củ có ớt kìa, có ớt quá trời ớt kìa. Củ nghệ nè. Chili yellow. Không biết ớt này cay không ta?
đây có nấm. Nó có cái ớt vàng á, anh không biết nó cay không ha. Ở bên này là quầy ớt vàng. Cái ớt ớt màu vàng vàng cam cam á. Không biết cay không. Hay là ớt ngọt không biết. Này là cereal. Toast. Cái này là da ua. Bên kia là bơ với da ua. Rồi có da ua nào ngon không ha? Chocobani nè. Sáu đồng hộp. Cho bà này xá động hợp. Này cam, bơ, dưa ua. Nước dưa ua nước. Này để mấy cái hoa để làm cà phê. Ngày bữa kia rồi uống cái loại này ngon nè mình. Cái vị này ngon nè. Cái vị hazelnut này nè, cái hiệu này nè, cái hiệu Delight này ngon nè, uống nó thơm. Con này là trái cây mà họ cắt sẵn ra rồi, họ cắt sẵn ra. 78 đô trong ngoài xong lớp rẻ hơn. Wow, blueberry là 10 blueberry. 18 đô, cái này 17 đô. Và đồ đông lạnh đó nha. Bên này là chi. Anh, cái chi này ngon không anh? Cái chi giống như là cái nhơ hả? Để nấu á, riêng chi á, nó cũng giống. Riêng chi á hả? Lại nước muốn thành cái nơ thấy là lạ. Này là bên này là đồ khô. Có cà phê. Ok. Đi vòng tới giờ. 11:49. Ở đây có mì gói nè, đủ loại mì gói nè. Hết rồi. Ice cream. Đồ em bé. Thôi đi về. Bác này đi cho nó ít đồ nè. Staten. Cô này thuộc về thành phố Staten, anh vẫn thuộc về Staten chứ không phải thuộc về Anaheim hả? Vẫn thuộc về Staten. Hôm nay đón con lúc 1:45. Đi dạo một vòng chợ Super King. Chợ này thấy rau củ ok ha. Trái cây được lắm luôn. Đi một vòng mà thấy rau củ trái cây là rất là tươi, rất là giá hợp lý. Có những cái rẻ nữa. Okay. Có quầy bánh ở phía trong á, quầy bánh, quầy thịt. Giờ mình đi về nha, ok. Bye bye. Bye.